31. Người dân mà chạy tới đây làm gì? Ra ngoài. Nhất định là tên nhóc này mà. Anh hỏi đi, cảnh vệ viên có phải cậu ta không? Phải. Tư lệnh, anh hỏi cảnh vệ viên của tôi đi. Là người dân sao anh quen cậu ta được? Xem anh kìa, Diêm Quốc Minh. Anh đi giếng lại đốt giấy báo, định qua mặt ai vậy? Có phải cậu ta tên Trương Tam không? Được rồi, tôi không hỏi anh nữa. Lão Tiêu, có phải tên Trương Tam không? Phải. Lần này tôi tới để lấy cậu ta, anh có cho không? Không, 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 tư lệnh, anh đừng nói gì nữa hết. Anh đừng nói gì nữa. Tôi hỏi anh một câu cuối cùng, anh có cho hay là không? Được rồi, tôi không hỏi anh nữa, cảnh vệ viên có. Dọn hành lý của tôi lên trên đi. Rõ, chúng ta sẽ ở đây, rõ. Đồng chí Diêm Quốc Minh, còn cả anh nữa. Hôm nay nếu anh không giao Trương Tam cho tôi sẽ không đi nữa. Nghĩ cho kỹ đi. Trên lầu có được không? Trương Tam này từ... Anh giỏi lắm, giỏi thật đấy. Anh đúng là thuộc hạ cũ của anh ta mà. Đứng lại. Đừng chạy, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Cậu chạy cũng nhanh quá nhỉ. Tôi cho cậu chạy này, đứng lại cho tôi. Nghe rõ chưa? Đứng lại. Nhẹ thôi, chạy nhẹ thôi. Không hết sàn nhà của tôi bây giờ. Đứng lại, cái thằng khốn này. Cậu, cái tên chết băm chết dầm nhà cậu. Cậu, tôi giấu cậu đi còn không được. Cậu lại tự mình dâng đến tận cửa luôn. Đem đôi giày nát đó tới trước mặt tư lệnh. Cậu cố tình chơi tôi phải không? Trung đoàn trưởng giày đó mà nát gì mới tin luôn. Hơn nữa tôi đã đo chân của anh rồi. Chỉ to chứ không nhỏ, tôi làm gì mà chơi anh. Tề chém gió. Tôi giao cậu ta cho cậu, cậu lại dẫn dắt thế này sao? Cái quái gì đây? Tôi đã bảo cậu ta giả ngốc đi rồi. Cậu định ngốc thật à? Cậu bị ngốc thật à? Cậu giả ngốc lại ngốc thật luôn sao? Lão cửu. Lão cửu. Sau này gặp lại Ngô tư lệnh, cậu giả ngốc đi không được sao? Giả ngốc một chút không được sao? Giả một chút tôi xem nào. Học đi cho tôi xem. Học đi thế này này. Không giống như thế này này. Đúng rồi, miệng méo một chút. Sau đó thì tay thế này này. Tay giơ cao lên một chút. Ở đây này. Anh làm gì vậy? Tư lệnh tới rồi. Ý anh là sao? Tư lệnh, tối nay chúng ta có một buổi tiệc liên quan để tiếp đón anh. Chúng tôi định thêm một tiết mục ấy mà. Lên cơn co giật chạy nghĩa là sao chứ? Tập tiết mục thôi. Được rồi, bỏ đi, đừng diễn nữa. Nghe tôi nói đây, đừng diễn nữa. Tôi có chuyện cần nói với cậu ta. Hai người ra ngoài đi. Đi đi, cậu ra ngoài đi. Đừng mà tư lệnh, anh xem, tôi đang tập tiết mục mà. Anh nói chuyện nữa không còn thời gian đâu. Tối nay không diễn được. Hai người ra ngoài đi, nhanh lên. Đi đi. Đồng chí tư lệnh, tôi có chuyện muốn báo cáo với anh. Để lúc khác đi. Anh để tôi nói. Anh không cho tôi nói, tôi khó chịu lắm. Chuyện gì mà đến mức đó vậy? Tôi có ý kiến với đồng chí Diêm Quốc Minh. Anh ấy phải lánh mặt đi. Còn cả cậu nữa. Ra ngoài. Ra ngoài gì mà ra ngoài chứ? Ra ngoài. Cậu nghe lệnh của ai? Bình thường tôi nghe lệnh của anh. Anh nghe lệnh anh ấy. Còn anh ấy thì nghe lệnh anh ấy. Rốt cuộc phải nghe ai đây? Giờ cậu phải nghe lệnh của tôi. Cậu đừng có nói gì nữa hết. Hai người ra ngoài trước đi. Tôi phải nói chuyện với tên nhóc này. Nào cảnh vệ viên có. Mời bọn họ ra ngoài đi. Rõ. Thủ trưởng, mời. Qua đây. Qua đây đi. Đừng căng thẳng. Qua đây. Tiểu Trương, nào. Cảnh vệ viên có. Ra ngoài nhớ đóng cửa lại, không cho ai vào đây hết. Người đi cả rồi. Giờ thì yên tĩnh. Chúng ta nói chuyện đi. Tiểu Trương, thế nào, cậu ở đây có quen không?
Cậu nhìn cái gì ở đây thế? Anh đang nói với ai vậy? Cậu còn diễn với tôi nữa à? Tôi biết là cậu không hề bị điếc. Tôi cũng biết anh từ lâu rồi. Biết rồi mà còn giả vờ cái gì? Nào Trương Tam, nào xem đi. Đúng là tôi tên Trương Tam. Ngô Tư Lệnh, Tiểu Trương đang ở đâu? Cậu xem, Tiểu Trương là cách gọi chung của chúng tôi trong đội ngũ cách mạng. Tiểu Trương. Nào nào nào, qua đây. Đây là tư thế gì vậy? Vừa nãy trung đoàn trưởng đã đá vào mông tôi. Có nặng lắm không? Sắp khỏi rồi Tư Lệnh, sắp khỏi rồi. Để tôi đổi chỗ khác cho cậu nha. Cậu tới chỗ tôi làm đi. Tôi để cậu đánh chủ lực. Tôi nói anh nghe Tiểu Ngô, anh đừng giỡn mấy trò này với tôi. Anh có nghe rõ chưa? Đối với một đảng viên cộng sản cho tôi, anh dùng mấy chiêu hứa hẹn quan chức đó không tác dụng đâu, nghe rõ chưa? Trương Tam, cậu là đảng viên sao? Sắp rồi. Cái thằng nhóc này, Diêm Quốc Minh đã nói gì với cậu rồi sao? Cảnh vệ viên, lấy nước qua đây cho tôi. Tập hợp. Nhìn bên phải thẳng, nhìn trước thẳng, bên phải quay, kiểm tra trang bị lên xe, chạy đều bước. Trung tá, nhìn nơi này đi. Lần sau không biết là tới khi nào mới về được nữa. Trung tá, anh để quốc quân vào thành rồi. Chúng ta có còn về Triệu Dương được nữa không? Cậu nghe đây, Trung Quốc có câu nói rất hay: tái ông mất ngựa tưởng quả lại là phúc. Đánh trận không chỉ có quân sự, chỉ có chính trị phức tạp. Giờ Triệu Dương đã được quốc quân tiếp quản, bao gồm cả nhân lực, vật tư, vũ khí, còn cả anh nữa, tiểu phu nhân. Cuối cùng cô cũng tới rồi. Anh biết tôi sẽ tới sao? Tôi không chỉ biết cô sẽ tới, mà tôi còn biết cô nhất định muốn nghe. Trước khi chết tôi sẽ nói những gì? Có gì anh cứ nói đi. Nói đi. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện. Tôi có thể giúp anh chuyện gì? Nói thẳng ra. Thì là giúp Lý Tứ một chuyện. Nói đi. Cô thông minh như vậy, nhất định sẽ tìm được cơ hội. Lấy mạng Sanada. Anh đề cao tôi quá rồi đấy. Cô đừng khiêm tốn nữa. Lúc thiếu gia có nhà nhỏ bên ngoài, cô đã có thể dễ dàng lừa được Lý Tứ, chứng tỏ cô không phải người bình thường. Đổi lại là người khác, e là sớm đã lộ tẩy từ lâu rồi.
Hơn nữa, mấy chiêu cô bày cho thiếu gia đó cũng đủ chứng minh điều này rồi. Tiểu phu nhân, Lý Đại Bổng nhận cô làm con nuôi. Lẽ nào cô đã quên thù giết cha rồi sao? Nếu muốn tìm tôi báo thù, tôi xin sẵn sàng tiếp đón. Tôi không hề quên. Rượu lão phần ư? Thơm quá. Vì cái gì đây? Trung phùng. Cậu có còn nhớ không? Năm tôi 12 tuổi, chúng ta đã bàn nhau đi trộm rượu của cha tôi. Kết quả mọi chuyện bị lộ, bị đánh một trận tơi bời. Cha tôi đã đánh tôi một trận tơi bời qua lá, đánh đến mức người bị đánh là tôi mà. Không thể nào. Cảnh tượng đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Đến giờ trên mông của tôi vẫn còn dấu vết đây này. Cái vết trên mông anh đó là do nhát ớt vào trong ống hít mũi của thầy Diêm ở trường tư thục mới bị đánh đấy chứ. Lúc đó khi tôi bị đánh, cậu đã làm gì? Anh chỉ bị đánh có vài cái thôi, còn đâu? Toàn là tôi nằm lên người anh, đỡ giúp anh cả. Nghĩ tới chuyện hồi còn nhỏ là vô cùng vui vẻ rồi. Cậu gia nhập bọn họ từ khi nào? Năm thứ ba khi anh đi du học Nhật Bản. Đảng Cộng sản là người phục vụ cho dân chúng nghèo khổ. Rồi một ngày, 400 triệu người Trung Quốc sau lưng chúng ta sẽ thành lập một đất nước mới. Nơi đó không có bóc lột, không có lão gia hay thiếu gia, nô bộc, tất cả sẽ không còn. Đó mới là bình đẳng thật sự, tự do thật sự, lý tưởng, tín ngưỡng,
Nếu trong căn phòng này có một cái gương, tôi thật muốn đưa cho cậu xem dáng vẻ hiện giờ của mình. Cậu đã sắp mất mạng luôn rồi. Mạng cũng không còn thì lý tưởng nổi gì? Mạng cũng không còn thì cậu lấy cái gì ra để thực hiện lý tưởng của mình? Bên ngoài có xe. Cậu đi đi. Đi theo đuổi lý tưởng của cậu đi. Thực hiện lý tưởng của cậu đi. Tôi thật sự muốn ra ngoài. Hít thở bầu không khí trong lành. Nhưng tôi không thể đi. Bộ chỉ huy chiến khu đều đã biết chuyện của tôi rồi. Tôi đi rồi thì khác nào bán đứng anh chứ. Đại ca, chúng ta uống hết chỗ rượu này đi. Hát một bài cho tôi nghe đi. Hát một bài ư? Hát một bài nữa đi. Đừng có cười, đừng có cười. Hát cho đàng hoàng. Để tôi bắt nhịp cho cậu. Mây mù tan đi, ánh trăng chiếu xuống dáng người. Đoàn viên mỹ mãn. Hôm nay chỉ đạo viên đang lao xe sao? Nào, nghỉ ngơi chút đi, tôi có thứ này cho cậu. Chỉ đạo viên, chỉ đạo viên, anh kiếm đâu ra quả táo này thế? Cậu mặc kệ lỡ đâu ra đi, vậy anh ăn đi. Tôi ăn mấy quả rồi. Vậy thì tôi để phần cho Tứ Nhi. Sau này anh cứ thoải mái đi xe đạp đi nha. Chỉ đạo viên, đừng để người khác đụng vào, được rồi. Đây là xe của Ngô Tư Lệnh à? Ngô Tư Lệnh gì chứ? Mà cũng có một phần là của Ngô Tư Lệnh Cửu Nhi. Cậu đúng là tốt bụng, chuyện gì cũng nghĩ tới Tứ Nhi. Tứ Nhi và Ngô Tư Lệnh biết nhau từ trước à? Hai người họ có quen nhau đâu, vừa mới quen thôi. Vậy thì lạ thật. Ai biết thì biết là họ không quen nhau, ai không biết lại tưởng họ đang yêu nhau không đấy. Trai tài gái sắc. Trai tài gái sắc nghĩa là sao? Thì là một đôi đấy. Ăn táo đi, tôi đi kiểm tra căn phòng đi.
Ngô Tư Lệnh, Tứ Nhi, trai tài gái sắc. Hai người họ cô vui tính thật đấy, nói chuyện nghe thú vị quá. Chẳng trách rất nhiều chiến sĩ đều thích cô, đều nói với tôi là nhất là thích tiếng cười của cô. Hễ cô cười liền như gà mái đẻ trứng vậy. Thật tình, còn nói với tôi, nghe nói là cô từng đi Nhật à? Cô ở đó mấy năm? Chắc khoảng 3 năm. Tôi cũng tới Nhật Bản 1 năm. Hãy nói tới cô, họ nói bác sĩ Lý Tứ còn từng đi Nhật nữa. Cô ở Nhật Bản chủ yếu là chỉ học y khoa thôi à? Đúng, tôi học y nhưng mà không có học đàng hoàng, toàn đi chơi thôi. Chơi ư, không sao. Đôi khi chơi cũng là một cách học mà. Vậy sao? Vậy nên tôi nghe rất nhiều chiến sĩ đều học theo cô, đều khen cô. Nói bác sĩ Lý này không chỉ xinh đẹp mà y thuật còn cao siêu. Rất nhiều chiến sĩ, nhất là mấy thương binh đã khỏi, đều khen cô là thần y giáng thế. Thật sao? Họ nói như vậy thật mà. Còn nói gì nữa thế? Còn am hiểu khoa học, tri thức phong phú, nhất là với Nhật Bản. Bởi vì cô từng ở Nhật mà, vậy nên rất am hiểu về chữ Nhật, phong tục tập quán các thứ. Không giống như tôi, tuy tôi ở Nhật 1 năm nhưng chẳng đi đâu cả. Sau đó do chiến tranh nổ ra nên mới về nước đấy. Cô có thể kể tôi nghe, cô ở Nhật Bản 3 năm, cô ấn tượng với Nhật Bản nhất ở điểm nào? Hokkaido. Hokkaido sao? Rất nhiều quân Kanto Nhật Bản đều đó mà ra cả Hokkaido. Hokkaido có tuyết, tuyết rơi trắng xóa, vậy gần tới đầu tôi đây này, y như ở quê tôi vậy. Tôi với bạn học của mình ra ngoài trượt tuyết, rồi thì đắp người tuyết, rồi thì trượt băng, trượt từ sáng tới tối luôn. Trượt một hồi rồi lại khóc. Sao lại khóc thế? Chơi vui quá nên nhớ nhà đấy. Hễ nhớ nhà là lại nhớ sủi cảo nhân dưa chua. Ở Nhật làm gì có. Mà tôi nói nha, tôi ở Nhật hơn 3 năm mà không thích ăn đồ ở đó chút nào, ăn không quen. Chuyện này thì tất nhiên rồi, tại cô là người Trung Quốc mà. Phải, thói quen ăn uống khác hẳn nhau. Nhưng mà tôi có một chuyện này muốn thỉnh giáo bác sĩ Tiểu Lý, anh cứ nói đi. Cô nghĩ sao về người Nhật? Người Nhật sao? Phải, người Nhật. Con người ấy à? Thủ trưởng, nói thật với anh thì tôi thấy đám người Nhật tôi gặp khi ở Nhật với người Nhật mà tôi gặp ở đây, họ không giống nhau chút nào. Không giống nhau như thế nào? Người Nhật mà tôi gặp ở Nhật Bản phần lớn đều rất lịch sự, rất sạch sẽ, suốt ngày bận rộn, bận đến nỗi như là không có ngày mai luôn vậy. Cảm giác hình như cảm giác nguy cơ đến gần ấy. Đúng quá đi, chính là cảm giác nguy cơ đó. Bởi vì đó chỉ là một đất nước rất nhỏ thôi, người đông đất ít, có thể không muốn mở rộng được sao? Vậy nên họ mới xâm lược ấy. Vừa xâm lược liền không còn nhân tính, giống như cô vừa nói đấy, vô cùng tàn bạo. Vậy nên đi đâu cũng đốt nhà, giết người, cướp của, bộc phát thú tính, đúng không? Thủ trưởng, tôi thấy anh phân tích rất đúng. Không, là cô dẫn dắt đúng thôi. Không có, là anh dẫn dắt mới đúng. Phải là chúng ta dẫn dắt nhau, phải không? Đầu tiên, tôi thay mặt toàn bộ tướng sĩ cảm ơn cô. Ngoài ra tôi hy vọng sau này chúng ta phải giao lưu nhiều hơn thế. Được, nhất định phải vận dụng tri thức của cô, sau đó vũ trang cho bộ não của chúng ta, cầm vũ khí trong tay chúng ta lên, đánh đuổi kẻ xâm lược ra khỏi đất nước. Bác sĩ Lý, đứng lại. Cụ gia, anh... Bác sĩ Lý. Sao thế, bác sĩ Lý? Cậu sao thế? Anh làm sao vậy? Không xong rồi, anh bị làm sao vậy? Nào, cậu ngồi xuống đi. Vô cùng tàn nhẫn, bộc phát thú tính. Anh nói gì vậy? Ai thế? Sau này chúng ta phải giao lưu nhiều hơn đi. Chúng ta phải dùng tri thức vũ trang cho bộ não. Anh nói cái gì vậy? Cầm vũ khí lên, đánh đuổi kẻ xâm lược ra khỏi đất nước. Tuyết ở Hokkaido dày lắm, dày lắm.
Anh ở đó trượt tuyết, đắp người tuyết, trượt băng, trượt rồi trượt rồi trượt. Cảm ơn tiểu Lý, tôi khóc rồi đây. Nhớ sủi cảo nhân dưa chua. Tiểu Trương, tôi nói cậu nghe, tại sao tôi lại nói với bác sĩ Lý là phải giao lưu nhiều hơn chứ? Nào ngồi xuống rồi nói, nào cậu ngồi đi, cậu ngồi đi, nào. Làm gì vậy? Nào, được rồi, ngồi đây đi. Xem cậu kìa, cậu với tôi, nào. Được, cậu khỏe hơn, cậu khỏe hơn. Tôi muốn nói gì với cậu nào. Bác sĩ Lý Tứ là một nhân tài ưu tú, vô cùng hiếm có đấy. Quá ưu tú đi chứ, có phải không? Người theo đuổi con bé cũng ưu tú lắm, nhiều lắm luôn. Tứ Nhi về nhà đã nói hết với tôi rồi. Gì mà tri thức, không không, anh đợi tôi nói hết. Tiểu Trương, cậu nghe tôi nói, tôi tưởng anh nghe tôi nói, tôi và con bé tri thức này, vũ khí này, rồi gì mà giao lưu nhiều hơn này, nó nói điều vô ích, nó không thích. Hai người... Cậu sao thế? Có người nghe lén. Thủ trưởng, ở đây chức anh là lớn nhất, phiền anh chuyển lời cho những người muốn theo đuổi bác sĩ Lý nhà tôi nên bỏ cuộc đi. Nó không thích đâu, chẳng có ý gì cả. Tư lệnh, anh nói xem, sao tôi nói chuyện với anh có một lát, sao tôi đã thoải mái hơn nhiều thế. Được thôi, tốt mà. Tốt thật đấy. Tôi đi đây. Sao lại tốt hơn thế nhỉ? Một lát đã thoải mái hơn. Vui tới vậy sao chứ? Thông minh, tuyệt vời. Tôi rất thích. Tuyệt vời. Em đấy. Em đấy. Em xem, em thật thà bao nhiêu thì ngốc nghếch bấy nhiêu. Sơ hở một cái là thân ngay. Nhất là đám người đọc sách kia, học rộng hiểu nhiều. Còn tư tưởng nữa, tư tưởng cái nỗi gì. Em nói tới đây là anh liền nổi giận. Em làm sao vậy? Em trợn tròn mắt nhìn anh lên làm cái gì? Anh nói không đúng sao? Em có còn nghe lời anh nữa không? Em còn lườm anh nữa sao? Quay người lại. Em sắp làm anh tức chết luôn rồi. Con bé đầu gỗ này. Có phải em muốn chọc anh tức chết không? Quay người lại. Em đấy. Em đấy. Cậu làm cái trò gì vậy? Ồn ào, cãi nhau với ai thế? Ai đâu? Tôi hỏi cậu đấy. Sao thế? Cậu cãi nhau với ai thế? Tôi nghe hết rồi. Anh nói tôi sao? Cô giáo Lý giao bài tập cho tôi, bảo tôi ở đây tập luyện.
Bài tập gì màu màu thế? Kịch văn minh. Anh không biết đâu, tôi sẽ dạy riêng cho anh sao? Chỉ đạo viên. Tôi muốn nhờ anh cho phái vài người tới bảo vệ an toàn cho tôi. Giờ tôi vừa không được tự do, vừa không được an toàn. Lý Tử, người Nhật không tới đây được đâu. Hơn nữa phái người tới làm gì? Có đồng chí Trương Tam ở đây là được rồi. Anh phái ai cũng được, miễn là đừng phái Trương Tam. Có chuyện này tôi muốn phản ánh với anh. Gần đây đồng chí Trương Tam thường xuyên bám theo tôi như hình với bóng. Đến tôi đi vệ sinh cũng bám theo. Chuyện đó, giờ tôi đi kiểm tra căn phòng. Lát nữa tôi sẽ quay lại. Ôi mẹ ơi. Chỉ đạo viên. Chỉ đạo viên. Cậu làm phản à? Nhốt lại đi. Thiếu tướng, chiến dịch than đá ở Bắc Dịch chuẩn bị xong chưa? Nhiệm vụ nam tiến của 108 sẽ được đẩy sớm lên. Cậu chuẩn bị xong rồi chứ? Thông tin quá đột ngột, tôi chưa kịp chuẩn bị tư tưởng. Bộ tư lệnh ra lệnh, tình hình chiến trường qua Bắc đang nguy cấp, cần một lượng lớn than đá. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ cố gắng. Có nghĩa là sao? Tất cả than đá bây giờ đều nằm trong tay Bác Lộ Quân cả. Muốn giao tiếp với Bác Lộ Quân phải thông qua Quách Văn Chí. Chuyện này cần thêm thời gian. Quách Văn Chí là một thương nhân. Tôi cho rằng thông qua anh ta có thể lấy được than đá. Lý do là gì? Không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Điểm này anh ta hiểu rõ hơn ai hết. Vậy thì tốt. Vậy nên chúng ta phải tranh thủ thời gian đi. Đối với kế hoạch qua Bắc lần này, than đá là thứ vô cùng quan trọng. Tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng. Gần đây đám Bác Lộ Quân ở thôn Trương có một tư lệnh mới được chuyển đến. Tôi cũng nhận được tình báo rồi, là tên tư lệnh họ Ngô từng chặn được tới một đại đội của chúng ta. Phải, không sai. Đây là tư liệu cụ thể về hắn, cậu xem đi. Sự tồn tại của hắn nhất định sẽ gây trở ngại rất lớn cho kế hoạch của chúng ta. Vấn đề chính là ở đây. Phải nhanh chóng giải quyết hắn đi. Diệt trừ hậu quả. Tôi đã hiểu. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Cáo từ. Lão gia, cà phê mà anh thích nhất này. Cảm ơn.
Tiểu Hồng, đừng vội dán rèm ra. Sao thế? Có tâm sự gì à? Không có. Không có. Chỉ là tôi có chút dự cảm không lành thôi. Là người Nhật hay là Bác Lộ Quân? Bắc Dịch mới tăng cường binh lực, con cáo này cuối cùng cũng lòi đuôi ra rồi. Đám người Nhật này cũng thật tình. Không phải tôi đã trao đổi trận địa với họ rồi sao? Giờ họ lại tăng cường binh lực cho Bắc Dịch. Tăng cường binh lực là ý gì vậy chứ? Anh quên ban đầu chúng ta vào Triệu Dương như thế nào sao? Người Nhật có thể để chúng ta làm ăn thoải mái được à? Vậy phải làm sao đây? Trong chừng thôn Trương. Thôn Trương, anh có biết tại sao Diêm Quốc Minh lại không tiến vào Triệu Dương không? Đề phòng Bắc Dịch. Lão già đó tính toán kỹ lưỡng quá chứ. Khổ quá. Nhiều người như vậy lại để cậu ta chạy mất sao? Đã cho người đi tìm rồi, chạy kiểu gì vậy? Nóc nhà đục một lỗ to tướng luôn. Từ giờ trở đi tăng cường canh gác trên nóc nhà. Rõ. Giải tán cả đi. Rõ. Lão Diêm, tình hình Bắc Dịch sao rồi? Có động tĩnh lớn. Không phải dạng vừa đâu. Động tĩnh lớn. Đại đội 108 của địch đang tăng cường binh lực. Bao nhiêu? 4.000. Chưa tính những người sắp tới sau này. Phải chặn chúng lại, kéo dài thêm thời gian để vận chuyển vật tư. Lấy gì ra để chặn? Người thiếu súng ống thì đánh kiểu gì? Súng ống đạn dược trong thành thì nằm trong tay tên hổ quách kia. Muốn lấy đồ ra khỏi tay gã keo kiệt đó ư? Hay là để Lý Tứ đi đi. Đây là sở trường của cô ấy đấy. Được thôi. Muốn mời Lý Tứ thì anh phải đích thân đi đấy. Sao thế? Để trốn tặc cửu. Cô ấy chạy tới chỗ thủ trưởng của anh rồi. Cái tên tặc cửu này không nể tình cậu ta có bản lĩnh. Tôi đạp chết cậu ta lâu rồi. Tức chết đi được.